Vâng, thì em lại tiếp tục giới thiệu cho mọi người một đôi loa mini của Onkyo nhé. Đấy thì hôm qua trong cái lô loa mà em vừa bóc ra thì em đã quay cho mọi người đấy. Thì đều là những loa rất là đẹp luôn. Đợt này về thì thật sự là không có gì để chê trách hàng đợt này về cả. Hàng cứ phải gọi như kiểu là hoa hậu luôn đấy ạ. Đấy. Thì hôm nay tiếp tục trong cái kiện hôm qua bóc tiếp tục thì có một đôi loa của V77 là V77A. Nhưng mà biết thì V77 thì cũng khá là nhiều rồi, nhưng V77A này thì nó là đời cao hơn so với V77, và hơn nữa thì V77A thì khá là hiếm nhá, hiếm hơn so với V77 nhiều mọi người ạ. Đấy. Ở đây này, thì đợt này về thì loa còn căng nhá, mà căng khá là ok luôn này. Đấy, không bị rách đâu. Đây, phía trước mặt mũi của V77A đây. Đấy. Đấy. Một chiếc thì em đã tháo củ ra rồi, nhưng mặt cũng rất là ok đây, em sẽ ngửa lên và quay mặt cho mọi người nhé. Đấy, mọi người thấy không? Đây. Đấy, các anh thấy không? Mặt rất là ok luôn này. Đấy. Đây, V77A đây nhá. Đấy. Ở đây thì về màu nâu, màu gỗ nâu này rất là đẹp luôn, bởi vì như em nói rồi, cái màu này thì hợp với tất cả các nội thất này, cũng như là màu này sẽ không bị cũ theo thời gian đâu mọi người ạ. Ở đây là V77A nhá, với công suất là 70W, trở kháng là 6 ohm và được sản xuất tại nước thứ ba. Đấy. Rất là đẹp luôn. Thành vách phải gọi là ok, bởi vì như những chiếc loa khác thì nó thành vách nó đã không được như này rồi, mà đôi khi nó bị sứt góc nữa cơ. Màu rất là bắt mắt luôn. Đấy, V77A này. Hiện tại đây thì em cũng đã mở sẵn một chiếc củ loa ở đây để mọi người có thể nhìn thấy rõ hơn về bên trong chiếc V77A này nhé. Đấy. Màu sắc này. Đấy. Nghe qua nghe lại thì rất là đẹp mắt luôn. Đấy. Thực ra thì cái phần củ loa này thì ở bên trong rồi, chẳng ai nhìn ra, chẳng ai mấy khi mà mở ra mà xem để thấy đẹp mắt như cái em cả. Đây thì em quay lên để cho mọi người nhìn thấy là cái củ loa của nó rất là to. Ngoài ra thì khá là nặng nhá. Cái củ này nếu mà đặt lên cân chắc cũng phải được cân giữa 2 cân nhưng không ít đâu. Khá là nặng đấy. Em sợ còn hơn đấy ạ. Đấy. Đây thì củ đây mọi người nhớ, rất là to, nó không khác gì những chiếc loa mà X7 đã mở ra đâu. Đấy. Đây. Ở đây thì em lại không có tiện thước rồi, nhưng mà cỡ cái đường kính của cổ loa này cũng rơi vào tầm 8 cm. Đấy. Mà cái chiều dày này, độ dày này cũng phải là 5-7 cm rồi. Đấy. Cũng rất là chắc nhá mọi người nhá. Ở đây thì nếu mà ở đây thì em lại không có tiện một cái loa to nào ở bên ngoài rời, nếu không em sẽ so sánh cái củ cho mọi người xem, bởi vì cái củ của loa to ấy, những chiếc loa đại ấy, mọi người đừng nghĩ là loa đại mà cái củ nó sẽ to như thế này, mà nó dày như này mà nó to hết theo kiểu cái loa đại đâu nhá. Cái điều này thì không hề có đâu, bởi vì loa đại trông như thế thôi, nhưng mà cái củ loa của nó rất là mỏng, ngoài ra thì nó sẽ không được dày như thế này đâu. Đấy. Đây mọi người nhìn này. Đấy, rất là dày luôn nhá, cỡ phải tầm 5-6 phân rồi. Với những củ loa như này thì đảm bảo cho mình chất âm sẽ cực kỳ hay nhé, bởi vì càng củ càng to thì mới biết là to thì tiếng nó sẽ chắc và sâu hơn so với những cái củ nhỏ. V77A này thì đợt này về thì cũng trong toàn bộ kiện hàng của bên em thì về được em sao chắc phải được 30 đôi loa, thì cũng chỉ có được 2 đôi V77A thôi. Đấy. Không quá nhiều đâu mọi người ạ. Đấy. Mà những chiếc loa này thì mọi người biết rồi đấy, công dụng thì để làm thay thế loa vi tính thì hay hơn loa trên thị trường rất là nhiều. Ngoài ra thì mình mà có dàn ở nhà rồi ấy, mà có âm ly, mà mọi người đã hay mua cái cục giải mã đó rồi, thì mọi người có thể ghép cái loa này vào cái cục giải mã làm riêng một bộ dàn tách rời luôn, vừa có thể nghe nhạc riêng, đôi khi mình bê đi bê lại cũng rất là thuận lợi đúng không ạ. Ngoài ra thì loa này còn để làm loa trợ lồi rất là tốt nhá. Nếu anh nào mà ở nhà đã có một bộ dàn rất là to để mình hát karaoke rồi, thì mình có thể tham khảo thêm xem dòng dao loa mini này nữa, để mọi người có thể đấu ghép thêm để khi mình hát hơn thì tiếng sẽ hay hơn nhá, chi tiết hơn nhá. Đấy. Và đây là loa mini mọi người nhá. Này mọi người, em vẫn cứ phải nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, bởi vì nhiều anh cứ xem ở trên màn hình tivi này, nhiều bác xem trên màn hình tivi nhìn thì ô sao to thế, mà đến khi này gửi hàng về lại bảo chúng mày lại gửi cho bác cái hàng khác là hàng kia nó to cơ mà. Đấy, để em sẽ ướm qua một chút về kích thước nhá. Loa V77A với chiều ngang là 10 chiều ngang cỡ tầm 18 cm, độ sâu của loa cỡ tầm 22 và chiều cao cỡ tầm 27 nhá. Đấy, đây là kích thước của loa mọi người ạ. Mọi người cứ ướm thử cho em găng tay thì mọi người sẽ hình dung ra được là loa to hay loa nhỏ như thế nào nhá. Đấy.
Với loa V77A này thì em sẽ để giá cho mọi người một cái giá ưu đãi là 890.000 đi. Đấy, 890.000 cho đôi loa cực chất này của V77 nhá. Mà mọi người lưu ý là V77A sẽ cao hơn đời V77. Mà V77A này thì hàng là khá hiếm nhất, bởi vì ở V77 thì nhiều hơn, nhưng V77A này thì là kiểu hàng hàng đời sau, hàng limited ấy, tức là nó sẽ ít hơn nhiều so với hàng tràn lan kia. Đấy, nên mọi người có thể cân nhắc. Đấy. Mọi chi tiết thì mọi người liên hệ trực tiếp em theo số điện thoại là 0966 594 581 nhé. Địa chỉ cửa hàng em thì tại số 57A, phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ngay cạnh bến xe khách Mỹ Đình thôi, rất dễ tìm nên mọi người có thể ghé qua để xem trực tiếp về sản phẩm của bên em nhé. Đấy. Đây sản phẩm V77A. Dạ vâng, em xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của bên em ạ. Em sẽ tiếp tục đưa lên những sản phẩm sản phẩm nhiều hơn để mọi người có thể dễ dàng lựa chọn nhé. Đấy, mọi người khi xem kênh của bên em thì đừng quên ấn nút đăng ký kênh và ấn nút chuông bên cạnh để khi có video mới thì mình sẽ gửi về cho thông báo cho mọi người nhé. Dạ vâng, em xin cảm ơn rất nhiều ạ.